Là nãy em mang bé đi đi phát củi hả? Dạ. Đi chặt củi về để mà bán. Dạ. Mới 3 ngày mà sao bồng đi rừng đi núi đi chặt củi vậy? Không có tiền mua sữa. Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại Sơn Ngọc đang có mặt ở trên khu vực rừng núi. Hôm nay con Sơn Ngọc muốn chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị mình hoàn cảnh của một cô gái ở trên khu vực rừng núi rất là đáng thương luôn. Hiện tại thì cô gái này năm nay chỉ vỏn vẹn khoảng cỡ 15 tuổi thôi và mới vừa sanh con được mấy ngày cả nhà mình ạ. Và chồng thì bỏ rơi rồi. Vậy hiện tại thì cô gái đang lo cho con chỉ có một mình, rất là khó khăn luôn cả nhà. Sơn Ngọc cũng mời cả nhà mình cùng đồng hành với Sơn Ngọc vào trong nhà của bé để mà tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của bé nha. Hy vọng là cả nhà mình cùng đồng hành với Sơn Ngọc ạ. Anh chào em gái. Dạ thưa cả nhà, hiện tại thì bé đang ngồi phía trước cả nhà mình đây á. Thì Sơn Ngọc cũng muốn chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị mình á. Thì Sơn Ngọc biết rằng là hiện tại bé chỉ mới đẻ con khoảng cỡ được mấy ngày thôi em? Dạ, 3 ngày hả? Thường thì Sơn Ngọc được biết là những người phụ nữ khi mà mới vừa sanh con á, như là kiêng cữ gì đó tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng gì đó mới cho người lạ vào, đúng không thưa chị? Dạ. Thì chị đang ở bên này là mẹ của bé gái này. Dạ. Nhưng mà đặc biệt ở cái là bên phong tục của bà con ở trên khu vực rừng núi đó cả nhà mình, thì khi mà họ sanh con nhỏ ra thì họ sẽ làm một cái lễ cúng gì đó. Thì như mới vừa sanh con rồi họ làm lễ cúng rồi người lạ rồi cũng vào thăm như bình thường, không có kiêng cữ gì hết cả nhà. Thì Sơn Ngọc cũng chia sẻ đến cả nhà mình như vậy. Thì nhiều lúc cả nhà mình sẽ đặt ra câu hỏi cho Sơn Ngọc là tại sao bé mới vừa sanh có mấy ngày thôi mà Sơn Ngọc đã đến nhà cô bé hỗ thăm thế này kia rồi. Thì con Sơn Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình hiểu rõ hơn là như vậy á. Thì em chào chị nha. Dạ. Dạ, chị cho phép em hỏi là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay chị sinh năm 1994. Chị mẹ cô bé gái này là năm nay chị sinh năm 1994 thôi. Là năm nay tròn 30 tuổi. Dạ, gia đình của chị có đông con không? Dạ, 4 đứa. Chị 30 tuổi mà có 4 đứa con rồi. Dạ. Dạ. Lúc trước chị lấy chồng năm bao nhiêu tuổi ạ? 15 tuổi à. 15 hả? Để con bé được 15 tuổi. Sau dạ. Rồi lấy ông đó cũng không biết nữa. Không, dạ. Không biết tuổi tác nữa. Bữa đó lấy ông, thường lấy ông con này 15 tuổi á. Dạ. Chị là có hai đời chồng. Ờ. Bé này là đời chồng trước. Ờ. Là chị lấy năm 15 tuổi. Ờ. Rồi sau này đời chồng trước của chị á, hai vợ chồng bỏ nhau ha. Dạ. Rồi chị lấy thêm một đời nữa là sanh được ba cháu. Dạ. Dạ. Rồi đến thời điểm hiện tại là chị tròn 30. Dạ. Dạ. Cô không biết mà. Chị tên gì thưa chị? Tem. Dạ. Dạ chị Tem ơi, chồng của mình đâu rồi? À, dạ. Nó đi không biết nữa. Là đi không biết là sao, đi làm hay như thế nào chị? Đi làm rồi. Dạ. Là đi làm rồi đúng không chị Tem? Dạ. Dạ. Hiện tại con gái của chị Tem là năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà có con rồi nè? Hả? Hả đâu? Em năm nay 15. 15 hả? Nhắc cho mẹ luôn hả? Chứ mẹ con không biết tuổi của em luôn. Dạ. À, năm nay em 15. Rồi em có con là khoảng cỡ 14 hả? Em ngồi xích qua chỗ nào đó cho nó mát đi, cho nắng bé nè. Chị Tem ơi, cho phép em hỏi như ví dụ như bé mới vừa sanh con xong như vậy đó, rồi bé làm cúng rồi như bé không có kiêng cữ cái gì hết á hả chị Tem? Không có. Dạ. Yeah. Sanh xong rồi làm cúng xong rồi đi thoải mái. Dạ. Yeah. Sanh xong rồi làm cúng rồi đi lao động được luôn. Ừ. Đi làm được luôn đó đúng không? Dạ. Yeah. Thông tục người dân tộc thì nó như vậy á.
Dạ. Sanh xong rồi cứ 2-3 ngày làm cúng xong rồi đi ra ngoài đi được á. Dạ. Đi được làm được á. Dạ. Thì em được biết là bà con của mình ở trên khu vực rừng núi á, mình uống cái rễ cây gì đúng không thưa chị Tem? Có một số người thì biết phong tục đào cái đó, nhưng mà phải kêu thầy bói làm mình mới uống được á. Dạ. Ừ. Xong rồi con của chị là không uống cái đó, tại vì dạ. chị để ở dưới trạm á, xong rồi trạm nó chích thuốc luôn, trạm cho nó khỏi uống cái đó. Dạ. Chị cũng không biết cái rễ cây đó mà cho nó uống. Dạ. Như thuốc trạm không, cho nó trạm chích xong rồi cho nó uống. Chị dạ. không có đi kiếm cái rễ cây đó. Như vậy á. Cũng có một số người họ uống rễ cây. Có dạ. một số người uống cái đó thì nó hơi không tốt cho mình á. Dạ. Nó làm gì không được. Uống cái đó. Dạ. Còn chị để bữa đó cũng không uống cái đó đâu. Dạ. Nhờ trạm không chị uống cái đó. Hiện tại chị Tem cũng đang có con nhỏ cả nhà mình ạ. À. Bé nhỏ nhất của chị Tem là năm nay được mấy tháng rồi hay là mấy tuổi rồi? 1 tuổi mấy rồi. Năm nay là 1 tuổi rồi ha. Ừ. Dạ. Là bé gái này là con đầu của chị Tem. Ừ. Em gái ơi, cho phép anh hỏi là em tên gì vậy? Dạ, em tên Phấn. Phấn hả? Dạ. Phấn ơi, anh được biết á là khi mà em có con rồi đó, chồng em bỏ hả? Phấn ơi, cho anh hiếu kỳ về cái câu chuyện gia đình của em được không? À, không biết là hai vợ chồng nguyên nhân như thế nào mà lại bỏ nhau vậy? Em sáng em đi bắt của chị em nên là Phấn vợ tại khó khăn có nên là chồng bỏ. Lúc trước em có đi học không? Dạ có. Em học lớp mấy rồi em nghỉ? Dạ em học tới lớp 8 rồi em nghỉ. Em học lớp 8 em nghỉ. Dạ. Rồi em nghỉ học rồi em làm cái gì? Dạ em nghỉ học rồi em ở nhà chăm em. Chăm em được vài tháng thì em đi làm. Em đi làm ở đâu hả? Dạ em đi làm ở trên Sài Gòn. Em làm ở Sài Gòn. Rồi em gặp chồng em hả? Dạ. Rồi hai vợ chồng có con với nhau. Rồi em dẫn chồng em về ở dưới quê của mình ở. Thì làm cũng ví dụ như những cái công việc đi nhặt phân bò, rồi đi chặt cây để bán kiếm tiền, đúng không? Dạ. Rồi khổ quá rồi chồng em bỏ luôn hả? Dạ. Chồng em bỏ lâu chưa? Bỏ trong lúc em đang mang bầu hay là đã sanh con rồi? Mang bầu. Trong lúc mang bầu hả? Dạ. Bây giờ là hai vợ chồng không liên lạc gì với nhau luôn hả? Dạ. Không. Em tên gì anh quên nữa rồi nhỉ? Dạ em tên Phấn. Phấn à. Dạ thưa cả nhà, tại vì sao Ngọc hay quên tên của những ông bà cô chú á, tại vì hàng ngày sao Ngọc đều đi thăm những ông bà cô chú á, sao Ngọc đều nhớ tên người này nhớ tên người kia nên nhiều lúc quên đột xuất cả nhà, không biết nhiều lúc trí nhớ sao Ngọc nó cũng hơi kém cả nhà, mong cả nhà mình thông cảm nha. Phấn à, rồi anh nhớ rồi. Em ngồi xích ra đây xíu để nắng bé tội. Anh thấy con của em á rất là đỏ luôn. Không biết là lý do vì sao vậy em nè. Tại nãy ngâm nắng đi bắt củi. Sao em? Tại hồi nãy em lúc mà em đi ra ngọt bắt củi nên là nắng có bé da bị đỏ. À, là nãy em mang bé đi phát củi hả? Dạ. Đi chặt củi về để mà bán. Dạ. Mới 3 ngày mà sao bồng đi rừng đi núi đi chặt củi vậy? Có tiền mua sữa. Không để bé ở nhà cho mẹ trông. Tại mẹ làm việc đó. Chị Tem ơi, hàng ngày rồi chị Tem đi làm công việc gì? Dạ chị hả? Dạ. Hàng ngày chị đi rừng. Đi rừng mình làm, mình đi rừng mình tức là mình lấy gì hay là như thế nào người chị? Người ta cần thì mình lấy. Ấy là lấy cái gì vậy chị Tem? Lá người ta mua chừng dịch, lá
lá gì người ta kêu thì mình đi đi kiếm. Ví dụ như chặt củi nè, rồi cái cỏ chân vịt đó hả? Dạ. Rồi cái gì nữa chị Tem? Lá lá trà ná. Lá trà ná. Thường chị đi cái đó không á? Là những cái loại đó là người ta mua về người ta làm thuốc đúng không chị Tem? Còn lá đó người ta mua để cục làm hanh. Dạ. Còn lá cỏ chân vịt á thì người ta làm thuốc. Dạ. Như một ngày thì chị thu nhập được nhiều tiền không? Cũng không bao nhiêu đâu. Đi ngày nhiều quá thì cũng được 100. Không có thì 50 vậy đó. Nhiều quá thì được 100. Còn bình thường thì được khoảng có 50.000. Hồi 50.000 là chị lo hết trong gia đình của mình luôn hay là có bé Phấn làm rồi đưa cho chị để mà sử dụng thêm? Cũng không có đủ đâu. Dạ. Như lúc sớm là chị thêm mình đi làm cái gì hả chị? Thường hả? Dạ, lúc sớm chị đi làm gì mà chị không coi cháu nè? Chị đi đủ thứ, chị đi rừng hoặc là chị đi đâu chặt củi, gánh nước gì đó. Dạ. Thường chị đi, có khi người ta nhờ mình đi chặt lá thì mình đi, có khi mình người ta không nhờ mình thì mình đi công việc mình nấu ăn, chặt củi, gánh nước rồi đủ thứ. Dạ. Sao lúc sớm không gửi con đi cho mẹ trong mà con mới sanh có mấy ngày mà bồng đi núi như vậy, da rồi đỏ hết rồi đó. Tại con em nó khóc đó, nên là bồng theo. Dạ. Là hôm bữa giờ là em vừa sanh con xong rồi em đi làm luôn á hả? Dạ, cũng có đi. Lúc thì ở cử 2-3 một ngày, lúc thì đi. Dạ. Là vừa sanh con xong rồi ở nhà một ngày, nghỉ ngơi được một ngày thôi. Dạ. Rồi ngày thứ hai, thứ ba là đi làm. Cũng như là ngày hôm nay là ngày thứ ba hả? Dạ. Đúng 3 ngày không hay là mấy ngày? Hôm nay là ngày thứ tư, em ở cử được có một ngày. Dạ, hôm nay ngày thứ tư ha? Dạ. Rồi hàng ngày là sáng đi kiếm củi, ngồi em đi kiếm củi ra đó, thì em có làm công việc gì nữa không? Kiếm củi thì em cũng có mấy phân bò. À, làm phân bò á hả? Dạ. Hình như là, thì anh đoán thôi nha, có đúng không nha? Phấn? Dạ. Có phải chồng em là người Kinh không? Tại vì Sơn Ngọc thấy bé rất là dễ thương luôn cả nhà mình. Thường thì Sơn Ngọc thấy là ông bà cô chú ở trên khu vực rừng núi á, đa số cả nhà là nước da ngâm. Cũng một số là ông bà cô chú anh chị là có nước da trắng, nhưng mà số ít thôi cả nhà mình. Nhưng mà Sơn Ngọc nói đến đây là mình dùng đa số nha cả nhà mình nha, Sơn Ngọc xin phép. Chứ Sơn Ngọc không có gồm chung. Tại vì đúng không chị Thêm, là đa số là ông bà cô chú anh chị ở trên khu vực rừng núi là nước da ngâm. Dạ, nhưng mà riêng em thấy bé nè là nước da trắng đó. Dạ, đúng không? Đấy, rồi bàn tay nữa nè, rất là đẹp luôn nè. Đấy, rất là thon và đẹp luôn. Là đúng là chồng em là người Kinh. Giờ đây không chịu công việc này rồi cái bỏ đi luôn. Dạ. Rồi một mình nuôi con thấy có khổ không? Khổ. Em có hối hận không? Dạ có. Nắng em á, nắng em. Em ngồi lên đây đi, em ngồi lên đây. Anh thấy bên đây nó hơi mát tí nè. Dạ nè. Để nó ngồi đó mà sợ nó khóc hả? Anh nghĩ chị Tem ơi, em nghĩ như bé, nếu như không có chị, em nghĩ chắc bé không có biết làm gì luôn á. Không biết bồng con hay là xử lý tắm rửa cho bé luôn á. Đúng không? Không biết thiệt rồi chứ. Dạ, tại vì còn quá nhỏ tuổi để mà có con á. Bé còn khá là nhỏ tuổi cả nhà mình. Cho nên là bé không biết chăm lo cho con nhỏ á. Cho nên là rất là khóc luôn.
Thì do một số vấn đề bé khóc á, Sơn Ngọc không thể nào chia sẻ đến cả nhà mình được. Nó bị hạn chế cả nhà. Chị Tem ơi, ví dụ như bé đã có gia đình rồi á, và bây giờ như có chồng hay không có chồng nữa, thì ví dụ như chị cho bé ở ngoài cái căn nhà riêng như thế này hả? Hay là bé còn ở chung với vợ chồng anh chị? Dạ, cho nó ở căn nhà như vậy. Dạ. Đó là do phong tục của mình hay là như thế nào chị? Ý là do phong tục của mình. Dạ. Do phong tục người dân tộc đó. Dạ. Chứ bé không ở chung với mình được hả? Không. Dạ. Khoảng làm cúng xong, rằm hết xong rồi đi đâu này kia được hết rồi mới ở chung. Còn mới đẻ thì không ở chung được. Như tầm bao lâu chị? Cũng được 2-3 ngày, 4-5 ngày gì đó. Dạ. Là ở chung với nhau liền. Là ấy là mình phải làm cúng nữa hả? Ừ, làm cúng thêm một lần nữa. À, cúng xong rồi mới ở dạ. chung á. Còn chưa cúng là để nó ở ngoài đây. Dạ. Như bé ở ngoài đây em thấy nè, trời nắng thì nó len lỏi vào trong đây nè, rọi rồi trúng bé. Rồi ví dụ như trời mưa thì nó tạt vào thì sao? Thì mình lấy cái gì mình che lại, sợ dạ. nó mưa nó tạt vô. Dạ. Bé trai hay bé gái đây hả em Phấn? Dạ bé trai. Như ví dụ như anh chỉ ví dụ thôi nha. Dạ. Nếu như mà em cảm thấy em khổ quá, như có ông bà cô chú anh chị nào mà muốn sinh em con của em để về mà chăm sóc á, lo lắng á, em có tặng không? Dạ. Không hả? Lý do vì sao vậy? Tại em là người đẻ nên là em không cho ai nuôi. Dạ. Vừa có khổ chăng nữa cũng là con của em. Sao chị Tém thấy sao chị Tém? À, em lộn chị Tém chứ. Không có thấy gì đâu. Dạ. Nó nói cũng đúng mà. Dạ. Của mình sinh ra làm gì mà cho người ta. Dạ. Cũng mến tay mến chân rồi ha. Ừ. Mình cho thì mình cũng không nỡ. Nó là tự mình sinh ra luôn. Dạ. Còn cam chịu nuôi thì lại khổ. Ừ. Rồi bây giờ là cam chịu nuôi ha. Dạ. Khổ cũng nuôi. Dù khổ kết mấy cũng cố gắng nuôi luôn. Vì nó là cháu của mình mà. Dạ. Như chị đang lo bốn đứa. Dạ. Rồi giờ bé lỡ có thêm đứa nữa nè. Là tính luôn cả bé này là bốn luôn đúng không chị Tem? Tính luôn cả nó là bốn. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ đâu hết rồi chị Tem? Chị gọi mấy bé vào xem thử như là đi chơi hết rồi hả? Dạ. Dạ. Rồi. Mẹ vừa có con nhỏ rồi, con vừa có con nhỏ nữa. Khổ càng thêm khổ nữa, khổ chồng chắc luôn. Em ngồi xích qua xíu nắng rồi vô bé. Đậu đi hết. Hiện tại bây giờ là em có đồ em bé nhiều không? Dạ đồ người ta cho cũng nhiều. Đồ người ta cho? Dạ. Có đủ để cho em lo cho con không? Cũng khá được. Tã sữa thì như thế nào? Chắc không có. Tã sữa thì em không có. Là đi kiếm tiền mua à? Dạ. Có tiền thì mình mua, còn không có tiền thì mình không mua. Như ngày hôm nay là có một người anh tới gửi cho chị thêm một loại lá. Chứ còn không biết lá là lá gì nữa cả nhà mình. Là giao cho chị thêm là hái cái lá này nè. Là như thế này luôn nè cả nhà. Có một nhánh lá và có những cái nụ mình nụ ho. Giống. Chị thêm biết tên gì không? Không biết lá đó. Ủa rồi không biết sao đi hái? Ý là người ta... Ta biểu đi hái làm thuốc thì bây giờ mình cầm lên rừng rồi mình so sánh rồi mình hái hả? Ờ. Ý là mình không biết sao mà mình tìm được. Ý chờ nó mình thấy cái bông này trắng trắng. Thấy cái bông đó trắng thì mình biết à, mình dạ. đi hái. 1 ký là 15.000. Dạ. Rồi hái như hái rau 1 ký 15.000 rồi biết khi nào mới có tiền. Cũng không biết nữa. Mà hái như thế này nè cả nhà. Chứ đâu có phải là như hái rau, hái bó rau nó dễ mà bẻ bẻ từng nhánh như thế này nè. 15.000 không biết khi nào mới được 1 ký nữa.
cũng không biết nữa. Ít có lắm á. Không, cái này là em thấy hơi khó hiểu nha. Đấy là chị không biết cái này sao mà chị lên rừng chị hái được hay vậy? Thì chị cầm cái củ người ta đem á. Thì chị nhắm chỗ mình có thì mình hái. Còn không có thì mình đi kiếm chỗ khác. Mình không biết cây đó là sao mà mình không biết sao mình đi được hay quá. Cũng biết chứ, có khi mình nhắm vô cái bông này á. Như cái lá rồi hả? Bông nó. À ý vậy, như ví dụ như là chị đã từng thấy cái này chưa? Hái rồi. Từng thấy rồi hả? Hái rồi hả? À, em tưởng đâu là lần đầu tiên của chị chứ. Nếu như lần đầu tiên chị đi hái cái thứ này á thì em nghĩ chắc hơi khó đó. Khó thiệt. Ví dụ như giờ này nó tư nè, mình nhìn nó rõ nè, thì có thể là mình biết được khoảng cỡ như 80-90%. Mình so sánh vào đó. Thì sáng ngày mai nó héo rồi sao? Thì mình cứ nghĩ là cái bông nó như vậy, cái củ nó như vậy thì mình biết rồi thì mình phải nghĩ giống như vậy. Chị biết cái này là người ta thu về để làm gì không? Làm thuốc. Thuốc chỉ cái gì hả chị thêm? Người ta không nói, cứ nói người ta cứ ổng có biểu là hái cái này để làm thuốc. Xong rồi mình đi hái. Hái xong rồi có tiền cho sữa em bé với lại tả cháu nữa. Cho Ngọc cho cả nhà mình xem một lần nữa nè. Nó chỉ là một cái đồ cây như thế này nhị xì à. Mà 1 ký 15.000. Có bao giờ chị thêm hái cái thứ này á là được nhiều ký không? Và nhiều ký như chị thêm hái là khoảng cỡ bao nhiêu ký là mới nhiều ký hả chị thêm? Thường chị thì hái cũng không được bấy nhiêu lắm đâu. Cứ 2-3 ký à. 2-3 ký à? Em cho 3 ký luôn. Bữa đó thì chị hái lá nó thì cũng được 50 một ngày, đi một ngày thì được 50. Được 50.000. Bây giờ nó mua con cứ khoảng cỡ cái này không chắc cũng không có luôn ấy chứ. Lúc trước thì người ta thu một ký bao nhiêu tiền? 10.000. À bây giờ là 15.000, lên được 5.000. Nó biểu lấy cái bông không nè, không lá. Lấy cái bông không là 15.000. Còn là bữa đó là lấy lá là 10.000. Chắc bữa nay chị cũng không đi kiếm thì cũng không có nữa chứ. Tại vì bữa đó là ăn hết rồi, bữa nay nó biểu lấy cái này ở đâu ra. Chị không có nữa. Chắc chị không kiếm không có nữa. Bà con ở trên khu vực rừng núi cả nhà mình kiếm tiền rất là khó luôn. Phải nói là kiếm tiền cực kỳ khó luôn. Kiếm từng đồng từng cắc với cả nhà. Nhiều lúc ông bà cô chú á thì kiếm từng cái bao phân bò chỉ có 10.000, 15.000 là nhiều thôi cả nhà mình. Mà sao Ngọc nghĩ mình so sánh với ông bà cô chú anh chị ở dưới phố á, sáng ngày mình mở mắt ra mình ăn một tô phở, uống một ly cà phê thôi hoặc là một ly nước bình thường nào đó thôi thì cũng 10-20.000 rồi. Đấy, cũng như là so sánh vào tương đương là bà con đi làm một ngày chỉ có nhiêu đó thôi cả nhà. Thì cũng có hôm được 50-70.000, có hôm thì được 10-mấy nghìn thôi cả nhà, chứ không phải là ngày nào mình cũng làm 10-mấy nghìn như vậy. Thì cũng có hôm được nhiều thì mua thịt mua cá, còn được ít thì mua gạo, đủ mua gạo thôi. Rồi như em Phấn, em có phụ mẹ đi lấy mấy cái thứ này không? Không hả? Hồi lúc trước kia em có đi không? Có. Lúc trước kia có, nhưng bây giờ thì em không đi được. Nay chị giữ đi chứ để không ngày mai mất cái là không biết đường đi hái luôn á. Là phải hái cá bông, chứ không hái cá bông là không được. Bây giờ đời nào cả chắc cả quần lục nghiệp cũng đâu. Thì phải có bông này. Một tay sắp lãng. Hai mẹ con đang trò chuyện gì đó? Ý mẹ em nói là lúc trước thì cắt nó có lá thì được, còn bây giờ thì cắt nó có bông, biết chừng nào mới có. Bông nó khó tìm hơn là lá hả chị thêm? Làm khó nhau không mà ha. Thôi giờ kêu ông anh ổng lấy có bông có lá luôn nó dễ hơn, nó nặng ký hơn. Chắc cũng không có nữa chứ. Bữa giờ thì ăn hết rồi. Biểu kiếm cái bông với cái trái không? Chắc cũng không có đâu. Bữa giờ là chị Tem đi hái cái thứ này là là bán cho người ta hết rồi, chứ không phải là mình hái về mình ăn đúng không? Không. Tại vì ông bà cô chú hay gọi là ăn hết rồi, có nghĩa là nói nhanh ở cái nhà, nói tóm gọn là nó là ăn hết rồi, chứ còn thiệt ra là
cái nghĩa của nó là đi hái là bán cho người ta hết rồi, không còn nhiều nữa để mà mình hái á. Sư Ngọc tiếp xúc nhiều nên là hiểu rõ hơn và chia sẻ đến cả nhà mình á, rất là thú vị luôn cả nhà. Thì bà con hay nói tóm gọn như vậy, nhưng mà Sư Ngọc nghĩ là chắc cả nhà mình cũng chưa hiểu lắm, tại vì mình cứ nghĩ là hái về ăn thôi chứ đâu có phải là ăn là có nghĩa là bán đâu. Giờ hai bán hết rồi, kiếm khó quá. Khó thiệt. Dạ. Không có nữa chứ. Bữa giờ thì mấy chị đi kiếm hết rồi. Bây giờ mới đòi tới bông, làm gì mà có. Dạ. Chị đang suy nghĩ để mai đi kiếm cái lá đó hả? Dạ. Kiếm có ra không hả? Đang cầm cái lá trên tay suy nghĩ. Thì chị Tem ơi, em chia sẻ với chị á, và anh Sơn Ngọc chia sẻ với em Phóng như thế này. Dạ. Hôm nay anh đến đây để anh tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của em á, để anh thay mặt những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm hỗ trợ cho em một phần nào đó, tiếp sức cho em để em có được chút đồ ăn và có một số tiền để em lo cho con được đầy đủ hơn á. Đấy. Dạ bà con, Sơn Ngọc cũng một lần nữa con xin phép tất cả ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm ở trên kênh của con Sơn Ngọc á, để con gửi những số quà dành tặng cho gia đình của bé. Dạ, trước hết thì con Sơn Ngọc xin phép con nêu tên và con đọc ra những số tiền ạ. Dạ. Cô Trịnh Tú Mai 500.000, cô Ẩn Danh ở Lâm Đồng 200.000, cô Phượng ở Úc 200.000, cô Khinh Đi ở nước ngoài 200.000 và một ký cát khô. Ông bà cô chú ở Seattle 500.000. Dạ con Sơn Ngọc thưa với ông bà cô chú ở Seattle là số tiền quỹ của ông bà đã hết rồi ạ. Dạ. Cô Giàu ở Mỹ 200.000. Chú Dũng Ngọc ở nước ngoài 200.000. Chú Khâm một ký cát khô. Cô Linh ở Cali 315.000. Dạ con Sơn Ngọc thưa với cô Linh ở Cali là số tiền quỹ của cô đã hết rồi ạ. Dạ cô giấu tên 200.000. Cô chú Tâm Ký một ký cá khô. Bà Tâm Nệm ở Úc 200.000. Cô Trần Thị Kim Anh một ký cá khô. Dạ con Sơn Ngọc thưa với cô Trần Thị Kim Anh là cá khô quỹ của cô đã hết rồi ạ. Dạ cô ở Bình Dương 200.000. Dạ cô Ái Hữu Lê và chú Hùng Lê ở Minnesota 200.000 và một ký cá khô. Chị Đông Phương 100.000. Dạ tổng số tiền của những ông bà cô chú anh chị nhỏ tâm thì hết 3.215.000. Dạ con mua hết một số quà nhu yếu phẩm ở đây là 700.000. Thì con lấy 3.215.000 trừ đi 700 thì còn lại là 2.515.000. Thì bây giờ là con sẽ gửi những số quà cho gia đình của bé. Đó là chị ơi, đây là cá khô nha chị Tem. Dạ. Dạ. Có gì chị biết chế biến cá này ăn như thế nào để mà ngon không? Không hả? Dạ. Chị có từng mua cá này về ăn chưa? Mua rồi. Mua rồi. À thường nấu mẹ. Vậy mà em hỏi em chế biến sao ăn ngon không? Tưởng là chế biến chế biến nấu đồ ăn á. Nấu tưởng nấu là á. Hỏi làm cái gì ngon ngon chị cũng không biết. Dạ, thường là mình mua cá này về nấu lá me ha. Dạ. Nấu lá gan rồi đó ha. Nó có nấu chua đúng không chị? Dạ. Dạ. Đây nhà hảo tâm gửi tặng cho mình của mình nha. Rồi em gửi cho mình thêm một ký nữa. Dạ. Đây một ký nữa. Dạ. Chị thấy nhiều không? Dạ. Đây, một ký nữa. Dạ. Và đây là mì tôm nè chị. Đây là mì tôm nha. Dạ. À. Chị bỏ xuống đó đi, không sao đâu. Dạ. Em thấy có vui không Phấn? Dạ. Em thấy có vui khi mà ngày hôm nay nhà gia đình của em được nhà hảo tâm tặng thật là nhiều quà như thế này chưa? Dạ. À. Vui không? Dạ, vui. Vui nhiều không? Dạ, vui. Vui nhiều nó lớn lắm chứ, sao này vui nhiều mà nó nhỏ mày. À, em gửi cho mình xì dầu nước tương. Rồi đây là nước mắm nha. Dạ. Và đây là dầu chiên. Dạ, có dầu chiên có cá rồi thì mình chiên mình ram ăn ha.
chị Tem. Dạ. Dạ, đây là đường. Đấy. Và không thể thiếu là có gạo. Dạ, một phần như thế này. Và đây là thêm một phần nữa. Dạ. Đây tiếp tục lại là mì tôm. Dạ. Dạ. Một túi như thế này này cả nhà mình. À, con Sơn Ngọc chia sẻ đến với ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm mình á là một thùng mì tôm tương đương với một thùng mì tôm, nhưng mà đường xá xa xôi thì hàng ngày con với lại anh ba con á là bỏ trong một cái bọc như thế này để mà chở đi cho nó dễ á, tại vì hai anh em đi chỉ có một chiếc xe thôi, rồi chở hai phần quà này, rồi nhiều lúc con có chở đèn năng lượng nữa, rồi có bạc nữa, cho nên là hai anh em đi trên một chiếc xe thì nó rất là khó khăn luôn. Cái diện tích mà hai anh em ngồi trên chiếc xe nó chút xíu siêu à. Đi, mình đi trên những cái tuyến đường nó gồ ghề á, nó rất là mệt mỏi luôn cả nhà ạ. Cho nên là tụi con muốn cho nó đỡ chiếm diện tích xe hơn á, thì tụi con thiết kế là bỏ trong bọc cho nó gọn hơn. Nhưng mà nó đúng là một thùng nha cả nhà mình. Đây, em gửi cho gia đình của mình là đường, muối, bột ngọt, xì dầu nước tương và nước mắm. Và đây là đậu chiên. Đây là không thể thiếu là gạo nữa đây. Yeah. Và thêm một số tiền nữa. Như hai mẹ con là sử dụng tiền chung hay là tiền riêng? Dạ, tiền đó là của con. Là sao chị đẹp? Ý là con cho tiền đấy. Cho tiền à, là bây giờ là chị mua đồ ăn lo cho con hay là như thế nào? Thì là chị mua đồ ăn lo cho con. Dạ. Bây giờ là nhà hảo tâm dành tặng cho mình với số tiền là 2.515.000. Đây. Dạ đây con Sơn Ngọc cho cả nhà mình thấy rõ hơn, đây là 500.000, hai tờ 500 là 1 triệu, 1.5 triệu, 2 triệu, 2.515.000. Dạ. Anh nghĩ bây giờ là anh gửi cho em 500.000 ha, đây để cái gì em dàn túi, em mua những cái món đồ mà cá nhân của mình á, rồi có nhiều lúc em hết tiền thì em có thể xin mẹ hay như thế nào? Mẹ em không có xin mẹ em mua đồ. Em có xin mẹ em hay là không xin? Dạ xin. À, rồi bây giờ bao nhiêu số tiền đây thì anh gửi cho mẹ có được không? Dạ. À, anh gửi cho mẹ ha. Này dạ. Còn bao nhiêu tiền này em gửi cho chị Tem. Dạ. Dạ. Có gì hai mẹ con thì anh nghĩ hai mẹ con mà tiền cũng trong đó à, chứ không có xài riêng như thế nào đâu, đúng không? Dạ. Bây giờ em không có tiền mẹ em cũng lo lắng cho em, chứ ai mà lo lắng cho em, đúng không? Dạ. Đấy. Nhưng mà nhiều lúc em cũng có một số tiền riêng để mà em mua đồ cá nhân, chứ không mà nhiều lúc mẹ em như ví dụ như mẹ em có đi làm đó, em ở nhà em cũng có tiền em nhờ em đi mua hay nhờ ai một ai nào đó đi mua cho em những thứ mình cần. Đấy, nói chung là trong người mình có tiền là mình cảm thấy nó yên tâm hơn. Yeah. Ừ. Rồi bây giờ là em Phấn em cảm ơn nhà hảo tâm giúp anh nha. Dạ. Yeah. Con cảm ơn cô chú đã hỗ trợ cho con, cũng như là món quà này con cảm ơn rất sự rất là nhiều. Dạ thì con Sơn Ngọc cũng xin phép con một lần nữa thay lời gia đình của bé Phấn và chị Tem, con cảm ơn những ông bà cô chú anh chị nhỏ tâm rất rất là nhiều luôn. Con không biết nói gì hơn, con chúc những ông bà cô chú anh chị nhỏ tâm luôn có thật là nhiều sức khỏe, và ông bà cô chú anh chị mình có yêu mến con Sơn Ngọc á thì hãy dành cho con một like và một lượt đăng ký kênh, có thể là chia sẻ video để ủng hộ cho con Sơn Ngọc và ủng hộ cho những ông bà cô chú ở trên khu vực rừng núi nha. Và hiện tại bây giờ thì cũng chuẩn bị mưa luôn rồi, mưa này nắng đó bây giờ là ù rồi cả nhà đó. Hiện tại thì ở trên khu vực rừng núi đó cả nhà cũng kỳ lắm, sáng nắng là chiều mưa à. Đấy, Sơn Ngọc cũng không biết như thế nào. Bây giờ thì Sơn Ngọc cũng xin phép cả nhà mình, Sơn Ngọc tạm dừng video tại đây nha. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.